Vitamin B1 có tác dụng gì đối với trẻ biếng ăn? Nhiều bà mẹ Việt Nam hay có quan niệm dùng vitamin B1 con sẽ ăn ngon hơn. Hơn thế nữa, những người lớn tuổi ăn kém thì cũng được khuyên dùng. Cùng Amano tìm hiểu những tác dụng cũng như vai trò của vitamin B1 đối với trẻ biếng ăn như thế nào qua video sau đây nhé. 1 Vitamin B1 có tác dụng gì đối với trẻ biếng ăn? Đối với trẻ biếng ăn nói riêng và trẻ em nói chung thì vitamin B1 có vai trò rất quan trọng. Giúp chuyển hóa đường mà cơ thể bé ăn vào để thành năng lượng cho cơ thể trong những hoạt động khác nhau. Nếu cơ thể em bé thiếu hụt loại vitamin này sẽ khiến cơ thể khó có thể chuyển hóa được đường trong cơ thể thành năng lượng. Bé sẽ bị thiếu hụt năng lượng. Khi thiếu vitamin B1 bé có thể biếng ăn, chậm hấp thu cũng như chậm phát triển thể chất. Vitamin B1 có những tác dụng đối với trẻ biếng ăn như vitamin B1 tốt cho mắt, bổ sung vitamin B1 cho trẻ đầy đủ giúp cơ thể bé phòng được nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể sớm. Giúp mắt bé sáng khỏe mạnh hơn, vitamin B1 hỗ trợ cho tiêu hóa trẻ biếng ăn, khi uống vitamin B1 sẽ hỗ trợ cơ thể bé tiết ra axit hydrochloric rất cần thiết cho hệ tiêu hóa bé. Kích thích cảm giác thèm ăn của bé, hỗ trợ tim mạch cho bé, không chỉ hỗ trợ cho tiêu hóa của bé phát triển một cách tốt nhất mà vitamin B1 còn hỗ trợ cho tim mạch của bé hoạt động một cách tốt hơn. Vitamin B1 giúp cải thiện trí nhớ cho bé, nếu thiếu vitamin trí não của bé sẽ kém phát triển. 2. Vitamin B1 có tác dụng gì? Trẻ biếng ăn có nên dùng không? Rất nhiều bà mẹ khi thấy con mình có dấu hiệu của việc biếng ăn đều mua vitamin B1 về cho con uống để giúp con ăn ngon miệng hơn. Điều này hoàn toàn không sai, vì vitamin B1 hỗ trợ kích thích trẻ ăn ngon miệng hơn. Tuy nhiên, có rất nhiều trẻ nguyên nhân gây biếng ăn do tâm lý, sinh lý, bệnh lý, chứ không chỉ mỗi biếng ăn do thiếu hụt vitamin B1. Vì thế, khi con bị biếng ăn mẹ nên tìm hiểu rõ nguyên nhân. Tại sao bé nhà mình bị biếng ăn để có phương án xử lý đúng nhất. Không nên tự ý bổ sung vitamin B1 cho trẻ biếng ăn. Ba cách nhận biết vitamin B1 có tác dụng gì đối với trẻ biếng ăn. Với những trẻ có chế độ ăn uống khoa học, mẹ bổ sung đầy đủ vitamin B1 thì hầu như không có chuyện thiếu hụt vitamin B1 ở những trẻ này. Tuy nhiên, đối với những trẻ biếng ăn, khẩu phần ăn không cung cấp đủ lượng vitamin B1 mà cơ thể trẻ cần. Vì vậy, những trẻ thiếu hụt vitamin B1 mẹ có thể dễ dàng nhận biết qua những dấu hiệu dưới đây của bé. Cân nặng của bé bị giảm nghiêm trọng. Trong một thời gian ngắn mẹ sẽ thấy cân nặng của bé bị sụt giảm nghiêm trọng. Thiếu vitamin B1 có thể là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng này, khi bé có những dấu hiệu của việc sụt giảm cân nặng nghiêm trọng trong một thời gian ngắn. Mẹ nên đưa bé đến các cơ sở y tế thăm khám và được hỗ trợ kịp thời. Trẻ thiếu vitamin B1 sẽ gây chán ăn. Khi đến bữa ăn bé sẽ có những dấu hiệu từ chối thức ăn mà mẹ chuẩn bị. Bữa ăn kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Bé ngậm cơm, nôn chớ khi mẹ đưa cơm vào miệng bé. Bé gặp vấn đề về tiêu hóa liên tục. Khi bé thiếu vitamin B1, bé sẽ gặp những vấn đề về tiêu hóa như rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, táo bón, đau bụng khi ăn. Trẻ thiếu vitamin B1 sẽ gây tổn thương đến hệ thần kinh. Tổn thương hệ thần kinh nguyên nhân một phần có thể do trẻ thiếu vitamin B1. Thỉnh thoảng bé sẽ ngủ giật mình, chuột rút ở chân. Vì vậy, để chắc chắn bé đang gặp vấn đề gì mẹ nên đưa bé đến các cơ sở y tế được các bác sĩ chuyên khoa thăm khám và đưa ra các phương án điều trị chính xác. 4 Vitamin B1 có tác dụng gì cho trẻ biếng ăn và cần bổ sung bao nhiêu mỗi ngày? Tùy từng độ tuổi khác nhau mà lượng vitamin B1 bổ sung mỗi ngày là khác nhau. Bé từ 0 đến 6 tháng tuổi bổ sung 0,2mg vitamin B1 mỗi ngày, trẻ từ 7 đến 12 tháng bổ sung 0,3mg vitamin B1 mỗi ngày, trẻ từ 1 đến 3 tuổi bổ sung 0,5mg vitamin B1 mỗi ngày, trẻ từ 4 đến 8 tuổi là 0,6mg vitamin B1 mỗi ngày, trẻ từ 9 đến 12 tuổi bổ sung 0,7 đến 1,2mg vitamin B1 mỗi ngày, trẻ trên 12 tuổi 1,3 đến 1,5mg vitamin B1 mỗi ngày. 5. Những thực phẩm giàu vitamin B1 Mẹ có thể bổ sung vitamin B1 cho bé từ những nguồn thực phẩm như sau. Các loại thịt như thịt bò, cá, thịt lợn, những thực phẩm nguyên cám, nguyên hạt như yến mạch, hạt lanh, gạo lứt, lúa mạch, hạt vừng, hạt lạc, sữa và những chế phẩm từ sữa, sữa chua, váng sữa, phô mai, các loại đậu, đậu cô ve, đậu hà lan, đậu đen, đậu xanh, đậu phụ. Nếu như vẫn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo hotline 0929197777 để được tư vấn và hỗ trợ một cách nhanh nhất hoặc chat trực tiếp Facebook thầy thuốc Lê Minh Tuấn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Tư vấn hướng dẫn thuốc và điều trị bệnh, thầy thuốc Lê Minh Tuấn, tận tâm từ trái tim. Website leminhtuan.vn, Facebook Tuấn thầy thuốc, sắp cử ngoài nếu thấy video hữu ích.